mình hướng dẫn các bạn làm món đậu hũ nhồi thịt sốt cà nha. Nó món ăn bình thường chúng ta ăn cơm rất là tiện đó. Thì nguyên liệu chuẩn bị là 4 miếng đậu hũ chiên rồi. Nếu các bạn mua đậu hũ trắng về tự chiên cũng được. Đây là 2 lạng thịt, 3 rọi xay nhuyễn nha. Và nó có tí mỡ nó mới ngon, nếu mà nạc thì nó không khô lắm. Rồi gia vị là bột bắp này. Bột bắp để làm gì? Để ra lát ta làm cái nước sốt cà nó được sệt sệt nó ngon. Rồi một tí tương cà, dù có cà cà chua nhé, có cà chua để làm sốt cà rồi, nhưng mà ta thêm tí tương cà rồi cũng thơm cũng ngon. Rồi bột canh khoảng 2 muỗng cà phê, bột cờ no cũng vậy luôn. Rồi nấm mèo, đường, nước mắm, mỗi thứ khoảng 2 muỗng. Rồi những cái gia vị này một một số thì ta sẽ ướp vào trong thịt, còn lại thì lát nữa ta làm nước sốt. Rồi bây giờ đầu tiên là ta làm hành trước ha. Của hành thì các bạn sắp khoảng chừng 4 củ đi, khoảng chừng 4 củ băm nhuyễn ra, ta bỏ vào trong tô. Giòn nó ngon hơn, ăn sực sực giòn của nó mèo thì bỏ nó mèo. Các bạn muốn ăn nhiều bạn bỏ nhiều, không ta bỏ chừng 3-4 tay là được. Có người thích ăn sắc sợi sợi, nhưng mình ở đây là mình làm nó nhỏ hơn. Sau khi cắt dọc rồi các bạn sẽ xoay lại cắt ngang. Người ở ngoài miền Bắc không ăn được ngọt thì món này ta không bỏ đường cũng được nha. Ta trộn đều. Bỏ tiêu nha, ăn tiêu thì ta bỏ một ít tiêu vào đây cũng được. Nhà có trẻ con thì ta không bỏ tiêu. 2 lạng thịt mà ta làm 4 miếng đậu hũ thì dư giả luôn ha. Nếu bị dư thì các bạn có thể là vò vò viên bỏ vào trong nước sốt ăn cũng ngon. Rồi đậu hũ bây giờ ta vào cái thịt này làm đậu hũ nha, làm cũng rất là đơn giản các bạn.
chua ha. Thì cà các bạn sắc nhỏ ra như hạt lựu. Nước sốt này cũng rất là quan trọng, bạn làm chú ý làm cho nó thật ngon ha, đủ những cái gia vị. Nếu nước sốt này người ta làm không ngon á, món ăn nó cũng dở đi, giống như là nước chấm. Để chảo lên trên bếp, xong rồi chảo dầu nó nóng, người ta bỏ củ hành vào nha, phi cho cái hành này nó thơm nên nó vàng lên. Mình để thửa vừa phải thôi, nó vàng. Cái củ hành này các bạn bỏ cà chua này, cà chua hồi nãy tao sắc lắm. Cà chua nó nóng một hồi, cà chua nó thịt cà chua nó rã ra, nó mềm ra, nó sệt 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 trong này rồi. Rồi cái gia vị hồi nãy còn lại nè, đường các bạn bỏ vào luôn. Bột canh, bột cà non, cho lửa cao lên tí xíu. Rồi các bạn thêm khoảng nửa chén nước, nửa chén to hoặc chén nhỏ này thì một chén. Rồi đun sôi khi nào mà cho cà này nó mềm ra, nó rã thịt ra, nó tạo thành sệt sệt trong cái nước rồi. Đây, mình bỏ thêm một tí tương cà vào nha. Tương cà này nó làm cho nó có thơm, nó mùi thơm mà cái màu, cái sốt này nó cũng đẹp nữa. Bạn thấy nó lên màu đẹp chưa? Mình nấu ăn quen rồi thì những cái gia vị này nó có lười liều lượng như thế nào mình quen thì mình cũng không cần phải nếm lại. Mình thấy nó vừa ăn rồi. Đây các bạn thấy cái nước sốt không? Rất là ngon. Nếu các bạn mà thấy ít nước quá thì ta có thể thêm một miếng nước. Thì nước sốt đậu hũ không á, khi sốt đậu hũ không thì các bạn sẽ mau làm nấu nó nhanh hơn. Nhưng mà trong này đậu hũ mình là có thịt nên ta thêm miếng nước nữa đi. Rồi bây giờ ta bỏ cái đậu hũ vừa nhồi thịt hồi nãy vào nha. Đun ta thấy khi mà thịt nó chín
chín sau rồi ta phải để lửa nhỏ 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 riu riu xuống cho nó thấm cái phần nước sốt này vào trong đậu hũ. Và nãy ta nhồi dư nè, dư thịt cái ta viên viên lại thế này cũng được, giống như xíu mại á. Sôi đều rồi chúng ta sẽ để lửa vừa phải thôi, nhớ ta đảo qua đảo lại để cho nó cái thịt nó ngấm. Ngon ha, thơm. Rồi cái này để lửa riu riu trong vòng 10 phút đi các bạn nhé, cho thịt nó chín. Trong 10 phút thì thịt nó chín và nó ngấm cái nước sốt rồi, lúc này là ăn được rồi đó. Thì các bạn nhớ là cái hồi nãy chúng ta chuẩn bị cái bột bắp á, ta bỏ một tí nước đây, bột bắp làm cho cái nước sốt của mình nó sẽ sệt sệt, nó rất là ngon. Thường các cái loại nước sốt người ta hay sử dụng bột bắp nha, các bạn cho vào đây thì cái nước này nó sôi lên là được rồi. Các bạn cũng để lửa nhỏ thôi, đó nó sôi lên rồi, các bạn thấy cái nước sốt lúc này chưa, nhờ cái bột bắp á rất là ngon ha. Rồi ta bỏ tí hành đây, các bạn thấy ta làm xong rồi ta bày ra đĩa nè, miếng thịt nó đẹp chưa, cái màu sắc rất là đẹp, ăn với cơm rất là ngon nhá. Rồi những ngày cuối tuần các bạn nhớ làm cho gia đình mình ăn nha. Rồi chào các bạn nha.